Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì Huy lại lên cho anh em một cái combo âm thanh giá rẻ nha, để cho anh em ta đi làm show lưu động, show kẹo kéo á. Dưới 100 người thì chúng ta chơi bộ này rất là hay. Tại vì là thời gian gần đây thì anh em hỏi Huy rất là nhiều, đó là lên những cái cấu hình mà rẻ rẻ để cho anh em ta gọi như là mới vô nghề âm thanh. Hoặc là những em chúng ta đi làm show kéo á, mà cái điều kiện còn thấp á, thì mọi người có thể là đầu tư được. Và với cấu hình ngày hôm nay nha, Huy sẽ lên là Live Array. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì số lượng giới hạn chỉ có 3 bộ thôi. Và giá là 28 triệu trên một bộ, giá rất là rẻ mọi người. Và đặc biệt đó là bên Huy thì có hỗ trợ trả góp nữa. Hiện tại ở đây thì Huy đã lắp sẵn cấu hình đặt máy rồi mọi người, 3 bộ máy nha, 3 bộ máy dành cho 3 dàn loa. Và cái bộ máy này á, nó sẽ bao gồm là có cái tủ luôn, có cái tủ máy luôn, nhưng mà hiện tại thì Huy chưa lắp vô tủ nha, có tủ máy luôn cho anh em. Dàn máy sẽ 3 thiết bị như này, micro này, Xperia X1000 này, đặc biệt là con vang số mới mọi người, vang số Xperia S8000, con này là vang số đời mới nhá, tiếng rất là hay mọi người, vang số cao cấp đó. Và một cụ đẩy 4 kênh Xperia X1300 thì với cấu hình loa này á, con đẩy này là sau này là chúng ta có thể là nâng cấp được thêm loa luôn anh em, có thể là lên thêm loa nha. Và cấu hình loa ở đây thì Huy cũng đã lắp sẵn 3 bộ loa mọi người. Mỗi một bộ chúng ta sẽ có là một cái súp 50, một súp 50 và một cặp mà Array 40, Bass Tunnel và Chef 750. Thì như vừa rồi thì Huy có quay hết tổng thể cái nội thất cho tất cả anh em chúng ta xem đó. 3 cấu hình dàn máy tương ứng với lại 3 cấu hình loa nha. Thì với cấu hình loa này chúng ta có thể làm show được khoảng 100 người trở lại. Thì Huy thấy như ở anh em miền Tây ấy, với lại khu vực mà miền Trung ấy, bây giờ là hai có cái trào lưu đó là lắp một cái xe mà xe kéo mà chúng ta tự hàn ấy, tự lên một cái xe kéo ấy, thì mọi người có thể là bỏ cái cấu hình âm thanh này lên rất là phù hợp mọi người. Một súp lên với hai cái Array này. Còn nếu anh em nào mà chúng ta muốn hầm hơn ấy, thì mọi người có thể là lấy thêm cái tủ cắt xê của cái Array nhá, sẽ bù thêm 2 triệu nữa, lấy thêm một cái tủ cắt xê kê cao lên thì nhìn cấu hình loa nó VIP hơn chút. Còn để cái này hơi thấp nhá, để cái này hơi thấp, nhưng mà khi mà chúng ta lên cái xe kéo cao khoảng tầm này nữa thì cái súp từ đây trở lên thì nó rất là phù hợp mọi người. Đi làm số kéo rất là ok rồi. Chi phí đầu tư bỏ ra chỉ có 28 triệu trên một bộ thôi, quá là rẻ nha. Và trong cái video ngày hôm nay á, thì Huy sẽ quay cho anh em chúng ta xem chi tiết nha. Chi tiết cái cấu hình linh kiện bên trong, loa súp cũng như là loa Array cho tất cả anh em ta xem. Với những cái cấu hình mà bên Huy làm thanh lý khuyến mãi á, với cái giá rất là rẻ luôn, nhưng mà Huy sẽ luôn luôn chọn những cái mà linh kiện củ loa nó tốt nhất ở trong phân khúc đó để gửi tới anh em nha. Chứ không phải là chúng ta làm khuyến mãi giá rẻ rồi lắp những cái loa mà kém chất lượng vô cho mọi người. Đấy là điều không có của bên Huy. Huy sẽ luôn luôn đó là giá rẻ nhưng mà phải chất cho anh em nha. Đó, bộ này 28 triệu mà anh em chúng ta nhìn này, driver của củ súp nha, súp 50 là mẫu RCF từ 220-100 đít lồi nha. Mẫu này thì anh em biết rồi, những năm vừa qua nó khá là hot, tại vì là cái dòng RCF nó khá là nhiều loại, nhưng cái dòng đít lồi này thì anh em đánh giá rất là chất lượng mọi người. Đây là phía sau nha, và đây là mặt trước mọi người. Đó, màng loa 3 gân và cái màng loa rất là sâu nha. Và màng loa này ấy, thì được phủ một lớp keo bóng nữa, nó giúp cái độ bền nó cao hơn này. Và nói chung là nó chống được nước nha, mưa đồ là nó chống được nha anh em. Đó, đây là cấu hình của loa súp mọi người. Súp nha, thùng là thùng ván ép mọi người, thùng ván ép nhập Malaysia nha, sơn. Cái thùng này thì chịu nước vô tư nha, anh em ta ngâm nước vô tư nha, không có nở. Thùng rất là chất lượng mọi người. Rồi, và bên này là cấu hình Live Array mọi người. Chép, anh em thấy con chép to không? Chép 750 nha. Mẫu này thì la rất là to mọi người, từ rất là dày nha. Đó, anh em thấy cái củ chép dày không? To, đó, chép này rất là to mọi người. 750 mà, to đùng. Đó, chép 750 này, bát. Đây là Bass Tunnel nha, Bass Tunnel này thì khá là cao cấp anh em nha, Bass Tunnel cao cấp nha. Nói chung là trong phân khúc giá này thì con Bass này thì gần như là không có đối thủ mọi người. Bass rất là chất, màng 3 gân nha. Đó, nhìn cái Bass thôi là anh em chúng ta thấy chất không? Đó, rất là đẹp nha. Đó, Bass Tunnel 40 nha, côn 76 mọi người. Ở đây thì hiện tại là Huy đang lắp hết mọi người. Hôm nay là công khai hết cho anh em xem nội thất bên trong nha. Và loa ở đây thì đặc biệt một điều đó là bên Huy làm những hàng mà khuyến mãi thanh lý á, là toàn bộ là linh kiện Bass chép là mới 100% nha anh em, mới 100% luôn. Đây, anh em nhìn thấy này, Bass này, Bass mới nha. Đó, mới 100% luôn, chứ không có cái tình trạng mà lắp loa khuyến mãi thanh lý lắp đồ cũ cho anh em, không có. Điều đó là không có của bên Huy nha, toàn bộ là Huy sử dụng Bass mới, chép mới hết. Những cái sản phẩm nào cũ thì Huy sẽ báo cho anh em là cũ, còn những cái sản phẩm nào mới thì Huy sẽ báo cho anh em mới rõ ràng nha, rõ ràng cụ thể cho anh em. Có sao mình bán vậy, chứ không chơi cái kiểu đó là bán thanh lý giá rẻ rồi lắp đồ cũ cho anh em, đó là điều không có của bên Huy nha. Súp đây anh em chúng ta nhìn thấy này, toàn bộ là driver mới hết nha, hàng mới 100% khung thùng luôn mọi người, mới hết nha. Đó, em nhìn Bass đi, đẹp không? Rất là đẹp nha. Đó, toàn bộ là Bass chép là khui thùng đây, thùng này, Bass chép khui thùng là lắp cho anh em hết, đồ mới hết hoàn toàn nha. Đó, bây giờ thì để Huy sẽ lắp lên sẽ test nha. Và anh em lưu ý đó là cấu hình này thì Huy có 3 bộ đây, tại vì là có 3 cặp tray này, 3 bộ. Chính vì thế thì anh em nào quan tâm thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số hotline trên clip nha. Và bộ này thì Huy nhắc lại đó là
khuyến mãi thanh lý chỉ có 28 triệu một bộ thôi. Chúng ta đã có một cái cấu hình đi làm xô kéo lưu động á. Xô kéo lưu động mà anh em hay bỏ trên xe mà kéo đi á, tầm 100 người trở lại thì chúng ta chơi bộ này là ok nhá. Chơi ok luôn mọi người, giá rẻ, rẻ hơn bộ loa kéo nữa. Quá rẻ luôn mọi người. Quá hợp lý cho anh em chúng ta đầu tư đi làm những cái xô kéo lưu động luôn. Và đặc biệt thì là bên Huy thì có hỗ trợ trả góp nha. Anh em nào mà có nhu cầu mà trả góp thì cứ mạnh dạn liên hệ trực tiếp cho bên Huy. Bên Huy tư vấn cho anh em nha. Số lượng chỉ có 3 bộ thôi. Một cái giá rất là tốt và số lượng thì cũng ít thôi, không có nhiều. Chính thế thì anh em nào quan tâm thì liên hệ ngay cho bên Huy nha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của Huy. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video và có thể là chia sẻ video này để cho anh em bạn bè chúng ta biết và có điều kiện thì có thể là sở hữu được cái mẫu này với một cái mức giá rất là rẻ thôi mọi người. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em. Hôm nay nghe thử chất âm của dòng vang Xpro S8000 này, con này là vang thế hệ mới anh em nhé, tiếng rất là hay mọi người. Huy lên nhạc lớn chút nhé. Đó, con đẩy và dư kênh nhé, dư kênh sau này anh em ta nâng cấp thêm loa nhé, ok thoải mái. Rồi anh em, hiện tại thì bộ này bên Huy đã setup và căn chỉnh xong hết rồi. Bây giờ Huy test thử bài nhé, hát thử bài cấu hình đây, dàn máy nhé, hát bộ máy ở giữa này, loa là mấy ở giữa nhé, một cái xúc với lại một cặp array bên trên mọi người, bộ máy đây, là loa bên đó nhé. Giờ lên thử bài cho anh em ta xem, ha, thử xem là cái phân khúc mà giá rẻ thì nó như thế nào. Mic hút nha, hút mic nha. Tiếng mic rất là hay mọi người, vang số Xpro S8000, con này tiếng mic rất hay mọi người, mic sáng nha, nhẹ. Giờ hát thử nhé, okay. Hát thử và anh em chúng ta nghe thử nhé. Cái này thì khi bật giao thì Huy sẽ làm nhiều chương trình cho anh em, reverb, echo đầy đủ cho anh em ta nha. Hiện tại thì Huy đang test cái chương trình này là nhiều tiếng reverb, ít tiếng echo nha. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, đừng đem xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Tiểu Mích quá tuyệt vời anh em. Cấu hình này thì xúc là Huy chạy mono xúc nha, cho nó may. Lai array thì vẫn là CT, hai cây chạy hai chiếc lai array. Một kênh chạy cho một chiếc xúc và còn dư kênh này. Sau này chúng ta có thể lên cặp full 30 nha. Full 30 hỗ trợ lời hát hoặc có thể làm center, làm mic to rất là ok mọi người. Thế đại xài 3 kênh nha. Nói chung là với cấu này con đẩy thì còn dư công suất rất là nhiều. Đã đến lúc nói lên câu xa từ, đừng tình yêu hãy lối đi, để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tiếng yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã vỡ tim anh như đang vỡ ta. Mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mong quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết cả mây tiếng nuôi cũng như không, khi hết xanh như ta chưa quên biết nhau hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đến xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, ơi ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết ta với những nuôi cũng như không, thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, ơi ơi người ơi.
rồi gian nhau cho thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi, quá tuyệt vời anh em, còn gì để nói nữa. Thanh lý có 28 triệu thôi à, đã bao gồm cả tủ máy nhé, toàn bộ thiết bị cũng như là loa là mới 100% anh em, mới 100% luôn. 28 triệu có hỗ trợ trả góp à, số lượng thì có 3 bộ nhé, hiện tại thì đúng 3 bộ đây vì đã lắp xong à, 3 dàn máy à, từ với 3 bộ loa. Nói chung là bộ này mà chúng ta mà lên xe kéo, lên xe kéo mà anh em hay độ chế kéo đi ấy, xô kẹo kéo thì cứ 10 bàn trở lại thì chơi vô tư mọi người. Tiếng mic quá đẹp luôn, hút mic hát nhẹ sáng hay đó. Thanh lý khuyến mãi giá rẻ và tiếng mic này thì thôi như thứ gì chịu nổi anh em. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ Lục liền nha. À, xin cảm ơn tất cả anh em.